Alo, xin chào mọi người. Mình là Kian. Hôm nay mình sẽ dạy thay cho cô Như Ý. Thì trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cũng là về phần reading, nhưng mà reading ngày hôm nay nó sẽ hơi khác một tí xíu. Là reading, Tuấn Anh muốn khuyến khích mọi người reading được càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày reading cố gắng là tìm một cái bài báo nào đó mà mình yêu thích để mà mình có thể là mình tập đọc. Bên cạnh cái việc mà mình tập nghe mỗi ngày thì cái việc tập đọc cũng rất là có lợi cho chính bản thân chúng ta. Bởi vì sao vậy? Cái việc mấy bạn đợi mình tí xíu. Bởi vì khi mà chúng ta đọc reading á, thì nó sẽ là một công đôi việc. Thứ nhất là đọc bài reading hoặc là đọc bài báo thì dĩ nhiên là mình sẽ tăng cái khả năng về đọc hiểu của mình, là chắc chắn là có lợi cho cái reading skill rồi. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng có được những cái lợi ích cộng thêm, ví dụ như là qua cái việc đọc đó thì mình có thêm những cái nội dung mới, những cái ý tưởng mới khi mà chúng ta viết về writing, chúng ta có không có bị bí ý. Và thứ hai nữa là chúng ta qua cái việc mà chúng ta đọc những cái bài báo này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái từ vựng mới để mà chúng ta có thể sử dụng trong các bài writing hoặc là ở trong cái bài speaking chẳng hạn. Thì trước giờ thì chúng ta vẫn hay ưa thích cái việc là chúng ta muốn dùng những cái từ hay, những cái từ vựng cao cấp hoặc là hay hoặc là phức tạp để ứng dụng vào cái bài writing hoặc là speaking, đúng không mọi người? Thì cái cách mà dễ nhất là chúng ta đọc những cái bài báo hàng ngày để mà chúng ta thu thập những cái ngôn ngữ của tiếng Anh hiện đại để mà chúng ta đưa vào ở trong cái nội dung của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một số bài bài báo nho nhỏ, nó ngắn thôi, để mà giúp cho mọi người làm được cái việc như vậy. Thì đầu tiên á, là hôm bữa Tuấn Anh bật cái kênh ưa thích của Tuấn Anh lên là National Geographic. Bên cạnh những cái tờ báo hoặc là tạp chí về kinh tế như là The Telegraph hay là The Independent hay là này nọ, thì cái National Geographic là một cái kênh về các đề tài khoa học. Thì Tuấn Anh rất là ưa chuộng cái này, bởi vì nó đi rất là sát với thực tế, nó toàn trình bày những cái vấn đề mà nó đang đang thứ nhất là nó có thể là những vấn đề mà xã hội đang quan tâm, hoặc thứ hai là những cái khám phá về khoa học mà người ta có thể giải thích cho mình để mình hiểu biết thêm, ví dụ như vậy. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ có cái tiêu đề là The last 5 years were the hottest ever recorded. Có nghĩa là gì mọi người? 5 năm vừa qua, 5 năm vừa rồi là 5 năm nóng nhất. Ở đây mình chỉ có the hottest ever thôi. Thì á, nó không có danh từ đúng không? Nhưng mà mình sẽ tự hiểu đó là the hottest years ever recorded. The hottest years ever recorded. Và ở đây cái recorded á, là mình tự hiểu nó là which have been ever recorded. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực chất đây là cái relative clause, cái mệnh đề quan hệ which have been ever recorded. Và Tuấn Anh sẽ không có quan trọng là cái thì ở trong này là thì gì. Tuấn Anh chỉ quan trọng mỗi cái việc là cái thể ở trong đó là active voice hay là passive voice. Nếu như mà là active voice tức nghĩa là thể chủ động á, thì khi mà chúng ta rút gọn lại chúng ta sẽ chuyển nó thành verb in. Còn khi mà nó là thể bị động thì chúng ta khi mà rút gọn lại thì chúng ta sẽ chuyển nó thành verb có cột 3, verb verb past participle, verb ở cột 3 chuyên dùng cho cái thể bị động, đúng không mọi người? Thì ở đây là bởi vì nó là cái thể bị động cho nên là lúc nãy các bạn đọc và các bạn sẽ thấy là nó giữ lại cái verb ở cột số 3 mà thôi. The hottest ever recorded. The hottest ever recorded ha mọi người ha. Thì có cái màn hình minh họa đây, các bạn thấy là trong các năm vừa rồi là cái nhiệt độ của trái đất nó đang tăng cao, và mình sẽ gọi đó là global temperature, cái nhiệt độ toàn cầu đó. Thì nó sẽ liên quan đến những cái chủ đề về environment mà chúng ta có thể bắt gặp ở trong những cái đề bài về writing. Và khi đó chúng ta có những cái từ như là global heat, cái nhiệt lượng
trên toàn cầu và nó cũng tương đương với global temperature ấy, và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng global warming, hiện tượng nóng lên, ấm lên toàn cầu, được không mọi người? Rồi ở cái đoạn đầu tiên mình mời một bạn đọc giùm mình hai đoạn đầu tiên trước, xong rồi mình sẽ giải nghĩa của những cái chữ này, mình coi có chữ nào quan trọng để mình học được không ha. Đầu tiên xin mời bạn Đông Đông Hùng. Rồi Đông bắt đầu dùm anh với. Yeah. According to new reports published Wednesday, the last 5 years from 2014 to 2018 are the warmest years ever recorded in the 139 years that the National Oceanic and Atmospheric. Cái chữ này nếu mà khó quá thì mình sẽ ở nhà mình tập, mình tách ra từng cái âm ha. Mình sẽ đọc là atmospheric, đọc nhanh dần atmospheric. Bởi vì nếu như mà các bạn đọc nhanh ngay từ đầu á thì các bạn sẽ bị đẩy cái âm s lên, nó từ cái thói quen của mình atmospheric đó thì nó sai, và ở đây là atmospheric ha, thì đi chậm chậm tí xíu rồi nhanh dần. Rồi thử lại. Atmospheric Administration NOAA has tracked global heat, and 2018 was the fourth hottest year ever recorded. Global air temperatures have grown steadily over past decades, shifting up and down slightly from year to year, depending on the natural climate. Oscillations like đọc sao anh? Hát đó cái nào? Oscillation. Yeah, like cái từ cái sau. El Nino. Tiếng Tây Ban Nha. Nino. Yeah, El Nino. But following the consistent upward path, land temperatures they said were more than 2 degrees Fahrenheit warmer than the 20th century average. Okay, the 20th century average. 20th century. Đúng rồi, có cái âm F ở phía cuối, cái gọi là schwa sound. Âm thường cái tiếng Anh cái quan trọng nhất là cái âm schwa, tức là âm E, 20th, Earth. Đó, thì là như vậy. Rồi, thì mình sẽ có hai cái đoạn đầu nó có ý nghĩa gì mọi người. Anh cảm ơn bạn Đông, anh tắt micro nhé. Rồi, thì hai đoạn đầu á, mình có nghĩa là according to a news report published Wednesday, theo một cái tin báo và nó được phát hành vào thứ tư vừa rồi, thì the last 5 years, 5 năm vừa qua từ 2014-2018 are the warmest years ever recorded, là những cái năm mà gọi là ấm nhất, nóng nhất trong 139 năm vừa qua mà cái cơ quan NOAA này đã theo dõi global heat, đã những năm mà cái cơ quan này đã track, tức nghĩa là ghi nhận lại và theo dõi cái nhiệt độ của toàn cầu. À, như vậy mình có học được chữ gì? Mình học được chữ track. Track tức nghĩa là record lại, nó ghi nhận lại và để theo dõi. Và thứ hai mình có cái chữ là global heat, được không? Là nhiệt độ toàn cầu. Rồi tiếp theo, and 2018 was the fourth hottest years ever recorded. Vậy thì cái câu này mình nên hiểu như thế nào? The fourth hottest year tức nghĩa là ở trong 139 năm đó, là cái năm 2018 là cái năm mà nó nóng thứ tư trong 139 năm đó. Như vậy thì mình có thứ nhất, mình có hottest year, tức nghĩa là năm nóng nhất. Nhưng mà nó sẽ có cái vị trí ở phía sau đó. Ví dụ before, tức nghĩa là không phải là nóng nhất mà nóng thứ tư mà thôi. Ví dụ như là the second hottest year thì nó nghĩa là nóng thứ nhì ha mọi người ha. Như vậy là the fourth hottest year. Rồi. Global air temperature lại tiếp tục là cái nhiệt độ của không khí toàn cầu. Các bạn thấy không, nãy giờ người ta sử dụng linh hoạt nhiều thứ khác nhau. Ví dụ người ta gọi là global temperature, global air temperature, hoặc là global heat, được không? Thì
thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta cần một cái gì đó mình gọi là cái khái niệm và cùng chung một cái khái niệm nó gần gần nhau thì chúng ta có nhiều cái từ để thay thế cho nhau, chúng ta không có bị quá nghèo nàn về về từ vựng. Nó đã warm steadily, nó đã ấm lên một cách đều đặn steadily. Các bạn nhớ cái này ở trong writing task one mà các bạn nào mà thi academic không, steadily là đều đặn over past decades. Trong những cái thập kỷ vừa qua, thập kỷ tức là 10 năm ha, decades. Và shifting up and down, nó dịch chuyển lên và xuống, shifting up and down slightly, nhẹ nhàng từ năm này sang năm khác, from year to year, depending on natural climate oscillation, phụ thuộc vào cái sự biến động của khí hậu tự nhiên. Oscillation, thực ra cái chữ này á, thì mình không có cần phải học đâu, bởi vì nó khá là xa lạ. Tuấn Anh không có khuyến khích các bạn học cái chữ oscillation này, nhưng mà ý ở đây muốn nói là cái sự biến động này là nó có đều đặn với nhau. Ví dụ như là vài năm nó xảy ra một lần El Nino, vài năm nó xảy ra một lần, chứ không phải như là tsunami sóng thần hay này nọ thì thỉnh thoảng nó mới làm một cái, nhưng mà đây là nó có chu kỳ, nó có đều đặn thì nó sẽ một cái sự biến động, nó có chu kỳ lặp đi lặp lại. But following a consistent upward path, nhưng mà nó đi theo một cái xu hướng tăng lên đều đặn, consistent upward path. Đó thì cái từ này các bạn thấy là các bạn có thể sử dụng cho gì, cho cái việc mô tả một cái xu hướng, đúng không? Khi mà chúng ta được mô tả một cái điều, một cái đồ thị, thì chúng ta thay vì nói là it rise steadily thì chúng ta có thể nói là a consistent upward path, được không mọi người? Đó. Land temperatures, tiếp tục ngoài cái air temperature thì mình còn có cái land temperature là nhiệt độ ở ở ở ở đất, tức nghĩa là địa nhiệt hoặc là nhiệt độ ở mặt đất, ví dụ như thế. Warmer than 2 degrees Fahrenheit, warmer than the 20th century average. Nó cao hơn 2 độ F so với cái nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20, the 20th century average. Đó, thì các bạn thấy là cái cách mà họ sử dụng từ ngữ nó không có quá hoa mỹ, nhưng mà ở đây người ta sử dụng nó straightforward, nó đi thẳng vào vấn đề và người ta quan trọng về cái tính xúc tích của nó. Do đó là các bạn sẽ không thấy là người ta tầng tầng lớp lớp nhiều cái tầng ý nghĩa trong cùng một câu, không cần thiết phải như vậy. Cái câu phức cấp complex sentence người ta chỉ cần khoảng hai hoặc là ba vế là nó đủ rồi, chứ không cần phải quá nhiều, phải giải thích từ cái này nó link sang cái kia rồi tới cái nọ. Thứ nhất là nó gây rối cho giám khảo, nếu như mà các bạn viết nó không được trôi chảy, nó không được xuôi tai lắm, các bạn không biết cách mà sử dụng những cái từ nối với nhau để cho nó tạo ra một cái mạch hợp lý. Thứ nhất là nó gây rối, và thứ hai á, là khi mà chúng ta tham cái complex sentence quá mà cái lực chúng ta chưa có đủ để viết như vậy á, thì có thể là chúng ta dẫn đến cái việc là chúng ta viết nó bị sai, cái cấu trúc nó bị bể đi mất, nó không còn tính mạch lạc nữa. Thay vì chúng ta nghĩ là chúng ta viết là có cái ý này nó nối qua ý kia, nhưng mà thật sự người ta đọc người ta không thấy hai cái ý nó liên quan đến nhau á, thì người ta sẽ không cảm thấy là mình đang có cái coherence, tức là cái tính chất mạch lạc logic ở trong đó. Thì nó chỉ suggest là những bạn nào mà chưa vững á, thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta viết ở một cái mức độ là chúng ta ghép hai vế lại với nhau, thì như vậy nó đã khá ổn rồi. Chúng ta quan trọng là cái linking word ở giữa đó, cái từ nối giữa hai cái vế đó nó như thế nào thì nó sẽ tốt hơn. Đó, chúng ta quan trọng ở việc đó. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy là các bạn thấy là ở đây the 20th century average, thay vì phải nói là the average temperature of the 20th century hoặc là the average temperature recorded throughout the 20th century, nó dài dòng quá đúng không? Người ta chỉ ngắn gọn lại thôi, the 20th century average. Đấy. Rồi mình sẽ mời một bạn giúp cho mình ba đoạn tiếp theo ha. Dạ, chắc cho em mời anh Bobby vì lâu rồi em chưa có gọi anh phát biểu.
It's a long term trip up to the elevator of warming, says Dick Earn, the chief of global monitoring plans of NOAA, National Center for Environmental Information in North Carolina. A warming climate doesn't supply heat up summers and keep winters from getting as cold as they used to. It can also disrupt weather patterns, making storms stronger and rain events more intense. It can change when where snow falls or lakes freeze, and it may reprogram the very ways that oceans circulate. Uh, 2018 was an exclamation point on a trend toward more big rains, says Ernst. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Anh phát âm rất là rõ và rất là tốt, ngoại trừ một cái chỗ này thì anh cần chỉnh lại thôi. Simply, not simply. Bởi vì simply, đây, yes, yeah. Adverb, thành ra là be. Thì nãy giờ mọi người đọc, mọi người thấy cái bài này nó dễ thở hơn bài reading test rất là nhiều đúng không? Thành ra là mọi người đừng có sợ reading, không có sao hết. Mình tập reading mỗi ngày từ dễ đến khó thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn thôi. Cái này, it's a long term trip up the elevator of warming. Cái câu này á, là một cái câu nói gọi là nó hơi mượn cái hình tượng bên ngoài đời sống để mà nói về một cái vấn đề, phân tích một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà chúng ta không có nên học những cái câu nói này để đưa vào writing, bởi vì các bạn cần phân biệt là ở trong writing chúng ta thi á, là formal writing, tức nghĩa là một cái hình tượng nó trang trọng, còn ở trong các bài báo thì nó là ngôn ngữ báo chí, thành ra là đôi khi nó có cái sự kết hợp giữa formal writing và informal writing, thành ra là các bạn cẩn thận một tí xíu những cái nào mà mình cảm thấy là nó mượn cái phép ẩn dụ quá nhiều thì chúng ta không có nên xài cái đó. Ví dụ như cái này, đây là một cái chuyến đi dài ở trên cái gì, elevator, bình thường mình hiểu là cái thang máy đúng không, tức nghĩa là cái chuyến elevator of warming. Như vậy thì cái khi mà nói là thang máy của cái việc mà ấm dần lên thì tức nghĩa là cái sự tăng nhiệt độ đó mọi người. Thì như vậy là đây là một cái hành trình dài trên cái con đường tăng nhiệt độ đó. Thì các bạn thấy là họ sử dụng mượn cái hình tượng ở bên ngoài đời sống rất là nhiều, thành ra là mình không có nên xài cái đó, mà quan trọng là ở trong writing mình straightforward, mình đi thẳng vào cái nội dung vấn đề là the rise of temperature. Như vậy nó sẽ tốt hơn là the elevator of warming. Ở trong formal mình không có bao giờ mình ẩn dụ như thế hết á. Rồi, nhất là trong các bài báo nghiên cứu khoa học thì các bạn sẽ càng ít thấy cái kiểu này hơn nữa. Thì cho đó là mình đọc cho biết cái đoạn này thôi, chứ mình không có học được cái gì từ trong cái câu này hết. Rồi, cái ông Dick này, ổng nói như vậy. Và ông Dick này là ai? Là the chief of global monitoring branch of NOAA. Ông này là ông head, tức nghĩa là người đứng đầu, người quản lý của cái cơ sở, cái chi nhánh mà nó theo dõi toàn cầu, the global monitoring branch. Mình học được cái chữ monitor, tức nghĩa là supervise, theo dõi một cái chuyện gì đó. Nhưng mà supervise thì nó sẽ có cái nghĩa khác. Supervise là theo dõi, là theo dõi, kiểm soát một cái điều gì đó. Ví dụ là supervise nhân viên, tức nghĩa là chúng ta đang quản lý nhân viên, hoặc chúng ta supervise một cái khu vực nào đó thì chúng ta đang kiểm soát an ninh ở một cái khu vực đó, ví dụ khu nhà ở, ví dụ như thế thì chúng ta supervise cái đó. Còn monitor này tức nghĩa là chúng ta theo dõi qua những cái số liệu hoặc là qua cái hình ảnh, chúng ta nhận biết, ghi nhận cái thông tin của một vấn đề nào đó. Thì thật ra thì ở cái khu mà khu dân cư mà có hệ thống an ninh đó, họ cũng có gọi là monitor, họ cũng monitor cái khu vực đó, thì tức nghĩa là họ cũng theo dõi cái khu vực đó.
nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn cái supervise một chút xíu, do đó hai cái từ này nó không có hoàn toàn tương đương với nhau. Rồi, a warming climate, một cái khí hậu mà nó nóng lên dần, nó ấm lên dần, doesn't simply heat up summers and keep winter from getting cold as they used to. Không chỉ đơn giản là heat up, không chỉ đơn giản là làm cho các mùa hè nó nóng hơn và giữ cho các cái mùa đông khỏi cái việc là, tức nghĩa là làm cho mùa đông không thể lạnh nổi, keep winters from getting as cold as they used to, là không thể làm cho mùa đông nóng như như chúng đã từng như chúng xin lỗi không đã làm mùa đông lạnh như chúng đã từng lạnh, as cold as they used to. Các bạn để ý cái phép so sánh ở đây ha, as cold as they used to. Đó. Rồi, it can, thì như vậy thì cái tác động của cái warming climates này nó còn nhiều hơn thế nữa, nó còn nhiều hơn thế nữa. It can also disrupt weather patterns. Nó cũng có thể phá hoại cái weather pattern. Pattern tức nghĩa là một cái ở trong vải vóc, có thể pattern gọi là cái hoa văn. Còn khi mà ở trong này weather pattern thì mình đơn giản mình hiểu đó là cái xu hướng về thời tiết, tức nghĩa là cái sự lặp đi lặp lại về thời tiết. Và cái việc mà nóng lên toàn cầu này nó sẽ làm phá hủy cái tính lặp đi lặp lại đó. Và nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng thời tiết lạ lẫm hơn. Ví dụ như là making storm stronger, nó làm cái cơn bão nó mạnh mẽ hơn, và nó make rain events more intense, nó khiến cho những cái trận mưa nó trở nên dày đặc hơn, intense, dày đặc hơn. Các bạn nhớ cái intense này á, làm sao để nhớ ta? Ở trong ở các cái chương trình học tiếng Anh, nếu mà mình có những cái basic program và mình có những cái intense program. Basic là các bạn mà nào mà dự định học lâu dài á, còn học để mà phát triển á, thì chúng ta học cái chương trình cơ bản. Và những bạn nào mà sắp thi, luyện thi á, các bạn học cấp tốc đúng không, thì các bạn sẽ học intense course, tức nghĩa là học rất là dày đặc, một tuần 7 ngày ví dụ như vậy, thì nó sẽ là intense. Rồi, it can change, cái điều này nó có thể thay đổi, when and where, khi bất cứ, khi nào và nơi đâu mà tuyết rơi hoặc là những cái hồ nó đóng băng. Ý ở đây là muốn nói là những cái nơi mà nó cực lạnh, freeze tức nghĩa là đóng băng, các bạn nhớ nhé. And it may reprogram the very ways that oceans circulate, và nó cũng có thể biến đổi cái cách mà các đại dương đang cái dòng chảy của các đại dương. Thì ở đây mình có những cái từ gì, mình có reprogram. Reprogram á, thì nó sẽ sử dụng ở trong thường á, thì các bạn sẽ thấy là một cái chương trình nào đó, ví dụ một cái tour du lịch, nó sẽ được programmed, nó sẽ được lên kế hoạch, nó được lên lịch trình đúng không, và nó sẽ bị reprogram, tức nghĩa là bị tinh chỉnh lại, nó bị điều chỉnh lại bởi vì một số thay đổi nào đó. Thì tương tự như vậy, cái cách vận hành của thiên nhiên, những cơn bão, những trận mưa hay là dòng chảy của đại dương, nó sẽ bị biến đổi, nó sẽ bị điều chỉnh lại, reprogram. Thì ở đây nó reprogram cái gì? Reprogram cái cách mà các đại dương đang chảy. Circulate nghĩa là tuần hoàn. Các bạn nhớ về cái mạch máu của mình là một cái vòng tuần hoàn, nó chảy từ chỗ này đến chỗ kia và nó quay trở lại cái điểm ban đầu, thì sẽ là circulate ha mọi người. Và mình sẽ có cái danh từ cho nó là gì? Circulation. Circulation, vòng tuần hoàn. Rồi, để nói về cái này, thì tại sao là đại dương lại ly là cái dòng vòng tuần hoàn, là các bạn biết là ở trong biển, lòng đại dương là có những cái dòng chảy nóng và dòng chảy lạnh, mình gọi là cái ocean current, dòng chảy, và mình có warm or cold current, là những cái dòng chảy nóng hoặc là dòng chảy lạnh. Và những cái dòng chảy này dĩ nhiên là trong cái môi trường nước thì nó sẽ không có chỉ là
đi từ điểm này đến điểm kia mà nó sẽ đi lặp lại. Do đó là nó sẽ circulate, nó lặp lại. Và thay cho cái current thì mình cũng có cái một cái chữ nữa mà nó không phổ biến bằng, đó là chữ stream, cũng nghĩa là dòng chảy ha mọi người ha. Sorry. Rồi. Thì giải thích thêm với mọi người về cái việc đó. Còn tại sao ở đây là the very ways? Thì cái very này không có nên học vào trong writing của chúng ta, bởi vì đây chỉ là cái cách nhấn mạnh thêm ở trong ngôn ngữ hàng ngày thôi. Tức nghĩa là cái ý đề ý nhấn mạnh tức là về những cái cách mà đại dương nó xoay chuyển. Thì như vậy thì cái very này nó chẳng đóng góp tác dụng gì hết, ngoài một cái việc là để nhấn mạnh mà thôi. Ví dụ the very first person to do something là người đầu tiên làm một cái điều gì đó, thì cái chữ very nó chỉ nhấn thêm thôi chứ không có giúp làm gì hết trơn, khỏi học. Rồi, năm 2018 là một cái dấu chấm than, tức nghĩa là một cái sự bất ngờ, một cái sự gây sốc, exclamation point, một cái dấu chấm than trên cái xu hướng toward, cái xu hướng gia tăng về big rain, tức nghĩa là về cái xu hướng về các cơn mưa lớn, a trend toward something, tức nghĩa là xu hướng hướng về một cái điều gì đó, tức nghĩa là càng ngày càng tăng hơn về cái điều đó ha, a trend toward. Rồi tiếp tục, mình có cái đoạn này hơi dài, mình sẽ mời một bạn, mình nhờ bạn My giúp trình cho Tuấn Anh nhé. My hay Mỹ nhỉ? My không rõ. Dạ, My chị anh. Ok. Rồi mình bắt đầu đi em. But the ever increasing heat is also a challenge for humans and living creatures around the world. Heat waves from Europe to Australia roiled the planet this past year, raking temperature records and fueling devastating wildfires. The European heat waves scientists discovered about 5 times more likely because of human-induced climate change. The wildfires that cracked the western US were also intensified by climate change. Scientists have determined as heat and drought sucked water out of vegetation, leaving it dry and flammable as kindling. Rising temperatures also contributed to a growing inventory of weather-related disasters. In 2018, NOAA says there were 14 weather and climate events that cost the country hundreds of millions and $1 billion or more, for a total of at least 247 deaths and 91 billion in damages. Hurricanes Florence and Michael, which devastated the communities through which they wrapped, were the most destructive with Western wildlife following closely behind. Okay, rất là tốt. Nhưng mà lúc mà em đọc á, mà em cảm thấy là có những cái chỗ nào mà em va vấp hoặc là em cảm thấy chưa có tự tin lắm á, thì tí nữa em copy những cái từ này, em đưa lên một cái trang online dictionary, một cái từ điển online nào đó, em bấm vào cái loa để em nghe cái cách phát âm hợp lý ha. Tại vì sẽ có những chỗ mà em vẫn, nếu như mà em cố đoán thì em vẫn phát âm được, nhưng mà nó sẽ nó đang là chưa phải thực sự là của mình, nó chưa phải vốn của mình á. Thành ra là anh sẽ nhờ em là copy lên đó để mà nghe thật sự là cái cách phát âm đó, mình sẽ biết được cái cách phát âm chuẩn như thế nào, và mình sẽ ghi nhận nó vào đầu để mà sau này khi mình lặp lại mình sẽ tự tin hơn là mình đã biết nó rồi, mình biết nó phát âm như thế nào, thì nó lúc đó mới thật sự là từ ngữ của mình, và lúc đó cái phần mà speaking á thì nó sẽ tự động nó bật ra chứ mình không có bị giống như là bị ngại, e ngại là không biết là cái đó đọc sao hay là mình thật sự biết nó chưa. Thì bất cứ khi nào mà các bạn đọc cái bài reading á, thì các bạn đọc được cái Tuấn Anh 2 lần. Lần thứ nhất là có thể chúng ta đọc thầm để mà chúng ta đọc được nhanh, và lần thứ hai là chúng ta đọc lên thành tiếng để chúng ta tự phát hiện xem là có những chỗ nào chúng ta bị vướng lại, chúng ta bị trục trặc
cảm thấy là ok, có vẻ cái từ này mình không có thực sự tự tin là mình biết được nó đọc như thế nào, thì mình sẽ ngay lập tức mình dùng cái từ đó, mình tra lên từ điển ngay để mình nghe cái cách phát âm đúng, để mình giải quyết được vấn đề chót lọt, để mà mình sau này khi mình gặp lại thì mình biết là ok, mình đã biết cái từ này đó, ha. Rồi thì cái đoạn này nó nói gì? But the ever increasing heat is also a challenge for humans and living creatures around the world. Nhưng tuy nhiên á, là cái nhiệt độ nó tăng liên tục, tăng mãi như thế này, the ever increasing tức nghĩa là tăng mãi. Khi mà nói ever tức nghĩa là mãi. Khi các bạn nói là happily ever after, các bạn nhớ không? Ở trong cái đám cưới, happily ever after là hạnh phúc mãi về sau, ever after, mãi mãi về sau. Hoặc là forever, mãi mãi, tức nghĩa là nó cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Ever increasing heat, cái nhiệt độ nó cứ tăng hoài, tăng mãi như vậy. Nó cũng sẽ là một cái challenge, một cái thách thức cho con người, loài người và các sinh vật sống, living creatures. Đó, sinh vật sống. Thay vì chúng ta nói rằng là, thay vì chúng ta nói là animals and plants thì cũng được ha, nhưng mà sinh vật sống trên trái đất còn nhiều thứ lắm, ngoài animals and plants thì còn có vi khuẩn rồi mây nọ nữa, tùm lum, nấm tùm lum hết, thì mình sẽ nói là living creatures, những sinh vật sống trên thế giới, around the world. Heat waves from Europe to Australia roiled the planet this past year. Những cái những cơn bão nhiệt, tức nghĩa là những cơn gió mà nó rất là nóng á, từ Europe to Australia, từ kể cả châu Âu đến tận cả Úc, thì nó đang nướng cái trái đất này lên, nướng cái hành tinh này lên trong năm vừa qua. Thì các bạn cũng thấy là ở Úc đang có những cái, thỉnh thoảng có những cái mùa hè rất là nóng và cháy rừng tùm lum tùm la hết trơn á. Ở Mỹ cũng vậy. Đấy. Thì royal thì là nướng. Thì các bạn có cần này không? Nếu mà các bạn thích thì các bạn học, còn không thì thôi. Tại các bạn cũng ít thấy cái royal này. Để mình, nhưng mà mình có the planet, cái hành tinh này. Khi mà mình nói về vấn đề xã hội thì nói về thế giới, mình có những cái từ gì? Mình có the world, the earth, the globe, đúng không? Và khi mà chúng ta nói về chủ đề môi trường thì mình sẽ có những cái từ khác cũng có thể lặp lại được. Ví dụ the world hay là the earth, đúng không? Và ngoài ra mình có cái chữ là this planet, cái hành tinh này, the planet, hành tinh này. Rồi, nhưng mà ở trong xã hội thì mình, ở trong vấn đề về xã hội thì mình không có xài là on the planet được, đúng không mọi người? Bởi vì planet nó chỉ về nơi chốn chứ không phải là chỉ về một cái tập hợp như là bằng như là the world đâu. Rồi, và nó breaking temperature records, nó phá vỡ những cái kỷ lục về nhiệt độ. Breaking records, cái cụm từ này chúng ta nên học ha. Breaking records nghĩa là phá vỡ kỷ lục, tức nghĩa là nó vươn tới một cái mức độ cao nhất từ trước đến nay. Và fueling devastating wildfire, fuel bình thường có nghĩa là nhiên liệu, dầu khí hay là dầu đốt gì đó, đó là danh từ. Và ở đây người ta sẽ chuyển nó thành verb là fuel, tức nghĩa là châm dầu, châm thêm vào cho một cái điều gì đó. Châm thêm vào, nhưng mà ở đây không nhất thiết phải là châm dầu ha, bởi vì đơn giản là những cái cơn bão nhiệt, nó không có dầu khí gì ở đây cả, nó chỉ đơn giản là một cái hành động, nó được ẩn dụ mà thôi. Tức nghĩa là nó châm thêm vào cho những cái trận cháy rừng, wildfires, những trận cháy rừng gây tàn phá ghê gớm, devastating. Devastate nghĩa là tàn phá, damage, được không? Wildfire nghĩa là những cái trận cháy rừng. Rồi, the European heat waves, những cái trận bão nhiệt ở châu Âu á, theo những nhà khoa học họ phát hiện thấy, thì ở đây cái scientist discover nó được đưa vào giữa hai dấu phẩy để làm trạng ngữ mà thôi. Nhưng thực chất nó không phải là cái yếu tố cấu thành nên cái câu này. Cái yếu tố cấu thành là the European heat waves, là cái chủ ngữ, và cái vị ngữ của nó là were about 5 times more likely. Cái vị ngữ verb ở đây là to be, có vẻ như là gấp 5 lần, because of
human induced climate change, bởi vì cái khí hậu, cái sự thay đổi khí hậu mà do con người gây ra, human induced, human induced. Các bạn sẽ thấy cái chữ induced đó có nghĩa là gây ra, cause. Thì mình có thể sử dụng thay vì cause, mình có thể sử dụng induced, rất là tốt. Bạn nhớ trong, không nhớ là cái những lần trước Tuấn Anh có dạy mọi người không? Là ví dụ có những cái từ như là generate, là sản xuất ra, sản sinh ra, thì nó sẽ thay thế được cho những cái từ như là produce, hay là make, hay là cause. Nhưng mà cái đó là cái tính tích cực. Còn đây là cái tính tiêu cực thì nó sẽ là induce, gây ra, thì nó cũng sẽ là make, cũng là cause, induce. Đó, thì cái từ này các bạn có thể là muốn sử dụng trong cái bài writing của mình nếu muốn. Rồi. The wildfires that wrecked the western US were also intensified by climate change. Những cái trận cháy rừng mà nó gây thiệt hại cho miền Tây nước Mỹ, tức nghĩa là California đó mọi người, cũng trở nên trầm trọng hơn, were also intensified. Nó liên quan đến cái từ gì mình mới nói ở phía trên nhỉ? Mình nó liên quan đến cái chữ intense, dày đặc hơn, nhớ không? Intense. Và ở đây mình sẽ có cái động từ là intensify, là làm cho dày đặc hơn, làm cho nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Và ở đây là cái dạng passive voice, cái thể bị động của nó, intensify. Nó làm, nó bị những cái thay đổi về khí hậu, nó làm cho dày đặc hơn những cái trận cháy rừng này. Và cái điều này được các nhà khoa học rất là quả quyết. Scientists have determined, bạn My, bạn lưu ý giùm anh chữ này nha. Determine. Xin lỗi, không phải là determine, là determine. Và âm này là âm I, không phải là âm I, không phải là determine. Determine. As heat and drought sucked water out of vegetation. Khi mà, cái as này, khi mà nhiệt độ và những cái trận hạn hán nó đã hút hết nước từ những cái thảm thực vật mất tiêu rồi. Sucked nghĩa là hút ra, water hút nước khỏi những cái thảm thực vật. Mặc dù trong bài reading mình sẽ không biết cái vegetation là gì, nhưng mà rõ ràng mình có thể liên hệ tới cái từ mình đã biết là vegetable, được không mọi người, rau quả. Thì mặc dù mình không biết nó là cái thảm thực vật, tức nghĩa là rừng cây hay là cây cối này nọ, nhưng mà chúng ta ít nhất chúng ta cũng biết nó liên quan cái gì đó, nó liên quan đến cây trồng hay là cây, vegetables ha. Rồi, và cái chữ S này, phải lưu ý với mọi người, cái chữ S này có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ as soon as possible hoặc là the same as, thì lúc đó là cái as đó nó có nghĩa là giống như hoặc là như, được không mọi người? Ngoài ra thì nó cũng có nghĩa là when, ở trong cái ví dụ này, khi mà nhiệt độ và hạn hán nó hút nước của cái thảm thực vật, thì cái wildfires nó trở nên nghiêm trọng hơn, thì cái này nó gọi là bằng với when. Và ngoài ra as nó cũng có một cái chức năng nữa là dùng như là từ because, bởi vì, because nó bằng với as, bằng với since, đấy là nó sẽ thay thế cho nhau được, because ha mọi người ha. Và nó leaving it dry and flammable as kindling. Thì cái chữ kindle này nó hơi lạ, nhưng mà các bạn nhớ về cái chữ gì ta, Amazon Kindle, cái máy đọc sách của Amazon, đúng không? Và nó sẽ có cái Kindle Fire, cái phiên bản mà Kindle mà còn Fire nữa. Thì các bạn nhớ mình nhớ tiếng Anh, kindling này nghĩa là thiêu đốt. Nó sẽ khiến cho cái những cái khu rừng, cái thảm thực vật này trở nên khô ráo, khô quéo lại và dễ cháy, như là bị thiêu vậy. Flammable. Nhắc đến cái chữ flammable á, thì sẽ có những cái chữ như sau. Mình có hai cách. Thứ nhất là flammable và thứ hai inflammable. Nó đều có nghĩa là dễ cháy, dễ bắt cháy cả. Cho nên là không phải là hai từ này là trái nghĩa nhau, mà thực chất nó đồng nghĩa với nhau. Rồi, thứ hai là ở trong cái đề tài về sức khỏe hoặc là y tế, thì cái flammable này tức nghĩa là
bị viêm hoặc là bị tổn thương hoặc bị nhiễm trùng. Các bạn sẽ thấy là ở trên các cái khi mà các bạn bị viêm họng, các bạn uống thuốc mà chữa viêm họng thì các bạn đọc vào trong cái chỉ dẫn của cái công dụng của cái thuốc á, thì các bạn sẽ thấy là có những cái chữ như là inflamed throat. Bạn My không thấy screen bên này. Bạn My đã thấy trở lại chưa ạ? Chưa anh ơi. Chưa hả? Sorry, dạ. Đợi mình xíu. Chắc là mạng nó bị cái gì đó. Đợi một chút. À, bây giờ ổn hơn chưa? Dạ rồi. Ok. Ê, sorry. Thì các bạn thấy ở trên cái nhãn thuốc á, chúng ta sẽ thấy là cái thuốc này nó sẽ chữa cho cái inflamed throat, nghĩa là cái họng nó bị viêm, nó bị sưng, thì nó sẽ có cái hiện tượng inflammation. Lúc này không phải là cái bộ phận cơ thể của mình nó bắt cháy nữa, mà là nó bị sưng lên, nó nóng, nó sưng lên thì gọi là inflammation. Đó, thì cái chữ này nó có nhiều cái cách nghĩa khác nhau, nhưng mà quan trọng nhất nhớ là flammable nó bằng với inflammable như vậy. Rồi cái đoạn tiếp theo, mình có rising temperatures also contributed to a growing inventory of weather-related disaster. Những cái nhiệt độ gia tăng cũng góp phần vào contribute to something. Ở trong tiếng Việt á, thì mình có là góp phần vào một cái gì đó, đúng không? Nhưng tiếng Anh mình không có vào, mình không có contribute in, và cũng không có góp phần với, không có đóng góp cho, không có contribute for. Tất cả những cái cách dùng đó là cách dùng của thói quen người Việt mình, và đó là cách dùng sai. Cách dùng chuẩn nhất là contribute to something, hoặc là contribute to doing something, tức nghĩa là đóng góp vào, đóng góp cho, đóng góp đến một cái điều gì đó, hoặc là việc làm một cái gì đó. Và khi mà đã có contribute to thì các bạn cũng lưu ý là rất là dễ sai. Chúng ta thường hay thấy là to verb, nhưng thật sự ở đây là ý chỉ về một cái xu hướng, một cái hướng đến một cái điều gì đó. Do đó là to something chứ không có to verb. Mình chỉ có to verb in thôi. To verb in thì lúc đó nó có nghĩa là cái việc gì nó đang xảy ra, việc làm gì đó đang xảy ra, chứ không phải là để hành động gì đó. Thì contribute to something hoặc doing something, nhớ việc này ha. A growing inventory of weather related disaster, một cái khối lượng đang tăng lên những cái thảm họa liên quan đến thời tiết. Những thảm họa liên quan đến thời tiết, ví dụ như là mưa đá hay là cháy rừng hay này nọ, nó sẽ là những cái thảm họa, disaster ha. Năm 2018 thì cái cơ quan NOAA này họ nói rằng là there were 14 weather and climate events that cost the country hundreds of lives. Nó có 14 cái sự kiện lớn về khí hậu và về thời tiết mà nó đã tiêu tốn của đất nước, that cost the country. Cost này ở đây nó sẽ là tiêu tốn của ai đó, một cái số tiền. Tiêu tốn của quốc gia hàng trăm triệu, hàng trăm sinh mạng, hundreds of lives, và $1 tỷ và còn hơn thế nữa. Rồi, thì ở đây có cái chữ events. Events này á, bình thường mình sẽ có hiểu nghĩa là a happening, tức nghĩa là một cái việc gì đó hoặc là một cái sự kiện gì đó. Nhưng mà thực chất ở đây á, ở trong cái những cái bài về ví dụ insurance hay là natural disaster, những cái thảm họa tự nhiên á, thì nó sẽ là catastrophic events. Đây là những cái sự kiện thảm họa, catastrophic event, những sự kiện thảm họa, và người ta gọi tắt nó là events mà thôi, chứ nó không phải là event như là các celebrity, các ngôi sao mà hay đến dự Hollywood đi event này nọ đâu ha. Nó là những cái sự kiện lớn, có thể là bình thường ở một cái vụ cháy nó là một cái nhỏ thôi, nhưng mà khi nó được nâng lên tầm thảm họa, catastrophic á,
thì nó sẽ được gọi là event, một cái sự kiện lớn. Ví dụ sóng thần ở Nhật Bản là một cái event. Đấy, là như vậy. Và for a total of at least, tổng cộng là ít nhất 247 sinh mạng, 247 cái ca tử vong và 91 tỷ đô in damages, 91 tỷ đô thiệt hại về vật chất, in damages, hư hỏng thiệt hại. Những cái cơn bão hurricanes, những cơn bão nó tên là Florence và cơn bão Michael, nó phá hủy các cái cộng đồng, which devastated, devastated tức nghĩa là phá hủy, phá vỡ. Nhưng mà khi mà các bạn nói là I feel devastated thì tức nghĩa là I feel upset, bị buồn, bị trầm cảm. I feel devastated, I feel upset, nhớ nha. Thì đối với bình thường devastated có nghĩa là phá hủy, và ở trong bản thân tôi khi mà cõi lòng của tôi nó bị phá hủy tức nghĩa là tôi cảm thấy rất là buồn, I feel upset, được không? Nó những cái cơn bão này nó phá hủy các cái cộng đồng nơi mà chúng đi ngang qua, which they ripped, nơi mà chúng đi ngang qua. Thì những cái cơn bão này là were the most destructive, là những cái cơn bão có cái sức tàn phá lớn nhất, tàn phá nhất. With western wildfires, với những cái trận cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ, western wildfire, nó theo sát ở phía sau, following closely behind. Cái cụm từ này khá hay, các bạn sẽ thấy là following tức nghĩa là theo, theo sau, following behind, đó là cái cụm từ cơ bản. Mình có thể là behind cũng được, hoặc là following cũng được. Mình cũng có cái cụm từ tốt hơn là following behind, và mình có thể chèn vào cái adverb closely, nghĩa là ngay ở phía sau, tức nghĩa là nó vừa xảy ra cái này, tức nghĩa là lập tức ngay sau đó là nó xảy ra cái kia luôn, following closely behind. Được không mọi người? Rồi, đoạn cuối cùng, xong rồi mình sẽ còn một bài nữa rất là hay. Mình nhờ một bạn, nhờ bạn Hồng Nhung dùm cho anh. Bạn Nhung ơi, mình bắt đầu đi em. Có lẽ là micro có vấn đề nhỉ. Mình nhờ một bạn khác nha, nhờ bạn Như. Sorry bạn Nhung nha, bạn Nhung, tại vì anh không nghe được cái micro của bạn Nhung. Bạn Như ơi, alo. Dạ. À, bạn nào đang nói về bạn Như hay bạn Nhung vậy? Dạ, dạ em Như. Như, rồi, bạn Như bắt đầu dùng anh cái đoạn cuối cùng đi. Dạ vâng, the forecast for coming years points to more the same. The UK's Met Office predicts that 2019 will likely be even warmer than 2018. At least in part driven by a developing El Nino event, which nearly always brings global temperatures up. The scientists stress that greenhouse gas emissions are the primary factor pushing temperatures higher both in past decades and into the future. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn phát âm được rõ cái điều này, cái việc mà chúng ta có thể là, đó là cái việc tốt khi mà chúng ta speaking. Bởi vì trong speaking á, là chúng ta không nhất thiết là phải phát âm hay như người bản xứ, người bản ngữ, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải phát âm rõ. Thì ở đây là những cái từ mà bạn phát âm ra nó khá rõ rồi, nhưng mà anh sẽ cần bạn sau này bạn tập đọc nhiều thêm, tập hành tiếng á, nhiều thêm để mà mình tự tin ha. Tại vì trong cái giọng đọc của mình nó vẫn còn đang hold back something, tức nghĩa là bạn còn đang e ngại, bạn còn giữ một cái điều gì đó ở trong vòng họng của mình, thành ra là nó chưa được lớn và nó chưa được rõ hết cỡ mà mình có thể. Rồi, cảm ơn bạn Như rất là nhiều. Thì ở đây á, the forecast tức như là cái dự báo, forecast mình sẽ có những cái từ chữ gì mà liên quan được ta, ví dụ là for nghĩa là nó sẽ là nghĩa là trước đúng không, thì forecast tức nghĩa là dự báo nè, mình có foresee,
Nghĩa là gì? Nghĩa là thấy được trước, thấy trước một cái gì đó. Như vậy thì mình sẽ có là unforeseeable, tức nghĩa là không thể đoán biết trước. Rồi, mình có for gì nữa không? Tạm thời là nhớ như vậy thì nói với các bạn thôi. Cái dự báo cho những năm sắp tới, for coming years, cho những năm sắp tới, chỉ ra rằng là more of the same, tức nghĩa là chỉ ra thêm nhiều cái xu hướng tương tự như thế. More of the same, nhiều cái xu hướng tương tự như thế. Và cái văn phòng Met Office của UK á, lại tiếp tục dự báo, predict, dự đoán rằng là năm 2019 sẽ will likely be even warmer than 2018, sẽ có vẻ là thậm chí còn ấm hơn cả năm 2018 nữa. Will likely be, will likely be. Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ likely này đóng vai trò như gì? Như là một cái adverb. Như vậy thì các bạn sẽ hơi bị lúng túng một tí xíu. Likely á, nó gồm có hai chức năng. Thứ nhất là adverb, thứ hai là adjective. Thì các bạn sẽ thấy ở trong trường hợp ở đây á, là người ta sử dụng cái likely này với chức năng gì? Với chức năng là likely là verb adverb, will likely be. Rồi một cái chức năng thứ hai, nếu mà mình muốn sử dụng như là adjective thì sao? Mình sẽ thấy là will be likely to be even warmer than 2018. Đó thì nó, các bạn nhắc, mình nhắc các bạn chỗ này để sau này các bạn thấy ở trong những cái bài mẫu về writing, các bạn thấy cái likely thì không bị lúng túng nữa ha. Thì mình có thể sử dụng likely như là adverb, hoặc thứ hai là như là adjective. Thì nó sẽ có hai cấu trúc như thế. Rồi, at least in part driven by a developing El Nino event. Ít nhất là trong một cái phần nào đó mà nó được chi phối bởi, driven by, chi phối bởi cái hiện tượng El Nino đang diễn ra càng ngày càng nhiều, đang phát triển, developing. Rồi, driven. Mình sẽ thấy là có drive là gì ta? Mình nhờ một bạn đi ha. Thôi mình nói luôn cho nhanh đi nha. Drive tức nghĩa là chúng ta thường hay có nghĩa là lái xe, ví dụ drive a car, đúng không? Drive a car. Thì khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta làm việc gì? Chúng ta điều khiển nó, chúng ta điều hướng nó, đúng không? Do đó là drive. Do đó là cái drive nó sẽ được biến nghĩa thành một cái nghĩa nữa là nó điều hướng, nó điều phối, nó chi phối, nó ảnh hưởng đến một cái gì đó. Ví dụ như là một cái nhân tố nào đó, ví dụ một cái nhân tố nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Ví dụ như là một cái bài thi, đúng không? Người ta mình hay nói là học tài thi phận. Thì có thể là cái luck, cái việc mà sự may mắn, nó drives the result, nó chi phối cái kết quả. Như vậy thì cái drives này nó còn có nghĩa là nó ảnh hưởng tới một cái điều gì đó. Thì các bạn thấy trong các cái thông tin tuyển dụng, đúng không? Thì người ta thường hay tìm kiếm những cái ứng viên, những cái bạn nào mà có cái xu hướng như là result driven, tức nghĩa là cái bạn này, bạn luôn luôn hướng về cái chú trọng về cái yếu tố thành quả, cái kết quả của công việc, không cần biết là làm như thế nào, bạn chỉ lấy mỗi cái mục đích là result, nó là cái tôn chỉ để mà định hướng cho bạn, là bạn làm cách nào cũng được nhưng mà bạn sẽ hướng về cái result driven. Hoặc là các bạn sẽ thấy như là từ gì ta, ví dụ một người mà sống vì tiền thì họ sẽ có cái cuộc sống mà bị chi phối bởi đồng tiền, a money driven life. Ví dụ như thế, driven life, thì cái driven ở đây là cái đồng tiền nó sẽ định hướng cho cuộc đời của họ. Họ làm gì cũng được mà cái mục tiêu hàng đầu của họ là họ sẽ hướng đến cái đồng tiền, nó sẽ chi phối, nó điều hướng cái cuộc sống của họ đi theo bất cứ con đường nào. A money driven life.
Như vậy thì cái drive thì mình sẽ học thêm được cái từ này ha, driven by. Thì ở đây cũng vậy, một cái phần nào đó trong cái xu hướng này nó được điều phối, nó bị chi phối bởi cái hiện tượng El Nino đang lớn dần lên. Và which nearly always bump global temperatures up. À, cái hiện tượng mà nó luôn luôn, gần như lúc nào nó cũng khiến cho cái nhiệt độ toàn cầu nó được tăng lên, global temperature. Và thứ hai mình có cái phrasal verb là bump up, tức là thúc đẩy tăng lên, bump up. But scientists stress that greenhouse gas emissions are the primary factor pushing temperature higher. Nhưng mà các nhà khoa học họ nhấn mạnh rằng stress that, nó không còn có nghĩa là căng thẳng nữa, mà ở đây là người ta nhấn mạnh, stress verb ha, động từ nhấn mạnh rằng là cái greenhouse gas emission, cụm này nên học. Học ở chỗ nào? Học ở thứ nhất là gas emissions, tức nghĩa là phát thải ra, thải ra. Như vậy thì mình có cái chữ là emit. Emit tức nghĩa là thải ra. Okay. Và mình sẽ có emitted gas là khí bị thải ra, được không mọi người? Rồi, mình có gas emission là hành động sự thải khí. Rồi, thải khí thì thải khí gì? Thông thường các nhà máy thì sẽ thải khí carbonic, hoặc là các cái xe hơi cũng thải khí carbonic, ví dụ như thế, carbon dioxide. Thì ở đây mình sẽ có cái khí nhà kính greenhouse, bây giờ gồm cả những khí meton và những cái khí CO2 luôn, thì người ta sẽ gọi là greenhouse gas, là khí nhà kính, nó thải ra cái khí nhà kính greenhouse gas emissions, được chưa? Là cái hành động thải khí này là cái yếu tố cơ bản nhất, cái yếu tố chủ yếu, chủ đạo, primary factor, yếu tố chủ đạo, nó làm thúc đẩy nhiệt độ tăng lên, push something higher là đẩy nhiệt độ tăng lên, both in past decades and into the future, kể cả trong những cái thập kỷ vừa qua và kể cả trong tương lai. Rồi, các bạn có bây giờ bài này đã xong rồi, mình còn một bài nữa. Thì các bạn có một phút, chúng ta nhìn lại từ đầu đến cuối coi các bạn còn muốn hỏi gì nữa hay không ở trong bài này ha. Hoặc là nếu như mà bây giờ tạm thời chưa có câu hỏi gì thắc mắc phát sinh đó, thì chúng ta có thể inbox riêng sau này cũng được. Rồi một phút, chúng ta sẽ đi lần lượt từ đầu tới cuối cho các bạn nha. Nhìn lại nhanh chóng. Chỉ nhìn vào những cái từ được đánh dấu thôi là những cái quan trọng nhất. Intense và intensive khác nhau thế nào? Hai cái chữ này nó sẽ hơi nó hơi gây confusing một tí xíu. Thì tí nữa sau giờ học mình sẽ gửi cho mọi người một cái bảng so sánh giữa hai cái chữ này ha. Cảm ơn bạn Đông rất là nhiều.
Rồi, bây giờ để tiết kiệm thời gian mình sẽ move qua tới cái bài tiếp theo ha. Rồi, tại mình đọc được càng nhiều thì càng có lợi. Rồi, mình có một cái bài về chủ đề technology. Bởi vì mình thấy là writing cứ các vấn đề bài writing nó cứ quay đi quay lại quẩn quanh những cái đề tài technology hoài. Thành ra là mình sẽ cần những cái từ vựng mới để mà chúng ta sử dụng linh hoạt hơn, cũng như là mình sẽ tạo cái sự khác biệt ở trong mắt giám khảo. Rồi, mình có một cái bài này ở trên báo The Telegraph. Mình mời một bạn đọc giùm mình cái đoạn này ha. Ba đoạn đầu. Mình nhờ bạn Kim. Yeah. Right. Children fall behind on coordination in communication if they have too much screen time study subject. Screen addiction is causing toddlers to lose delicate coordination skills, such as those need to tie their shoelace. Số nhiều cho nên là shoelaces, được chưa? Shoelaces. Rồi, xin lỗi làm phiền em tí xíu, cái chữ này là delicate nha mọi người, đừng đọc là delicate hay là gì đó. Delicate. Rồi, tiếp tục. A study of 2,400 children found that more screen time was linked to lower score in tests of coordination, as well as communications problems slowing and social skill. The amount of time 2 and 3 years old devoted to screen gazing have negative effect on their performance at 3 and 5. I didn't like you. Negative. Okay. Scientists behind the study said that starting at screen may be causing staring at screen may be causing children to miss out on the chance to practice their physical and intellectual skill. Rồi, tiếp tục. Ờ, đoạn dưới đúng không? Ủa, nãy 3 đoạn thôi đúng không? Rồi, ok. Yeah. Thích đoạn dưới không? Chơi luôn đoạn dưới đi. Yeah. By the time they start school, a quarter of children showed some degree of deficient or delay development in language, communication, motor skill, and social emotional health. The researchers said. Rồi, cảm ơn em. Cái này nè, researchers, mình sẽ đừng có research. Cái cách mình hay quen, cái cách tiếng Việt mình cứ research đó, thì thành ra là tiếng Anh cũng research. Sao mà cái này cũng researcher, no, research. Và các bạn cũng nhớ là trên Facebook á, thì các bạn thường hay đọc là comment, no, chỉnh lại gấp comment. Đừng quên, comment. Rồi. Thì mình có những cái chủ đề mà nó liên quan, cái chủ đề này liên quan đến ảnh hưởng của cái việc mà sử dụng quá nhiều cái thiết bị điện tử như là tablets hay là smartphones hay là computers, nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trẻ em. Ở đây là children fall behind, tức nghĩa là đang tụt lại, fall behind, đang bị tụt lại phía sau trên cái kỹ năng về coordination và communication. Coordination là gì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Và communication, nếu như if they have too much screen time, nếu mà chúng có quá nhiều cái thời gian dành ra trước màn hình, tức nghĩa là thời gian sử dụng thiết bị máy tính đó, screen time, các bạn thấy không, thay vì nói là they use the tablet too much hoặc là too long, thì ở đây mình sẽ nói là if they have too much screen time. Và cái chữ screen time này cực kỳ đắt giá. Nếu như mà chúng ta không chịu khó reading thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được những cái từ như thế này. Rồi, tiếp tục nha. Screen addictions, tức nghĩa là cái addiction, tức nghĩa là sự nghiện,
nghiện một cái điều gì đó. Thông thường chúng ta sẽ có là smartphone addiction, hay là tablet, hay là iPad addiction, ví dụ như thế. Bây giờ mình gom lại tất cả bọn chúng vào một cái khái niệm chung là screen, nghiện nhìn vào màn hình. Thì dĩ nhiên màn hình ở đây phải là màn hình máy tính, màn hình iPad hoặc là màn hình điện thoại rồi. Chứ khi mà gọi là screen thì cũng không ai nghĩ ra một cái screen nào khác nữa. Thành ra là người ta sẽ tự động hiểu cái screen đó là screen của các màn hình đó. Rồi, thì screen addiction, cái sự nghiện thiết bị điện tử đang gây ra cho trẻ em, toddler. Toddler này nó rất là khác với children bình thường. Ở một chỗ là children là nó trải dài cái độ tuổi từ nhỏ cho đến gần lớn luôn. Ví dụ thậm chí kể cả 10 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi vẫn được gọi là children. Và sau đó thì gọi là teenager. Mười mấy tuổi thì gọi là teenager, đúng không? Và toddlers là một bộ phận ở trong cái nhóm children. Toddler là trẻ, còn bé từ 0 đến 5 tuổi. À, các bạn sẽ thấy là ngày nay các bậc cha mẹ cho các em bé xem iPad quá là nhiều. Thì mình sẽ coi là các babies đó, các toddlers, các trẻ em, các em bé đó, nó bị mất dần, nó sẽ bị mất những cái coordination skills, những cái kỹ năng về cái cách điều phối công việc. Coordination nghĩa là arrangement skill, cách sắp xếp công việc. Trẻ sẽ không biết là mà phải giải quyết cái công việc nó như thế nào, phải làm gì trước, làm gì sau. Thì coordination tức nghĩa là arrangement, tức nghĩa là sắp xếp thứ tự trước sau, hoặc là sắp xếp nhiều thứ nó cùng lúc. Thì mình sẽ coi cái coordination skill nghe lạ quá ha, nhưng mà thực chất nó là những cái rất là cơ bản. Ví dụ such as như là những cái skill được cần để mà tie their shoelace, để mà cột dây giày đó. Thì cột dây giày gồm những việc gì? Là cái sự linh hoạt của ngón tay chúng ta, buộc cái nào trước, buộc cái nào sau. Đó chính là cái sự sắp xếp, sắp đặt, coordinate, arrangement đó. Thì những cái nghiên cứu mới nó gợi ý như thế. Ở đây mình không gọi là gợi ý, mà người ta nói là biểu lộ, biểu đạt như thế, nói rằng suggest. Và các bạn lưu ý ở đây cái chữ research research thì là mặc nhiên là không đếm được, hành động nghiên cứu không đếm được, do đó là nó chỉ có đi như thế này chứ không có researches. Như vậy rồi. A study of 2,400 children found at, một cái nghiên cứu, lại tiếp tục ở đây là một nghiên cứu, nhưng mà ở đây là a study. À, như vậy thì tiếp tục là mình sẽ thay thế cho nhau. A study là một cái cuộc nghiên cứu, một cái cuộc khảo sát cho thấy đối với 2,400 trẻ em thì nhận ra được một điều rằng found that gì? More screen time was linked to lower scores. Càng nhiều cái thời gian mà sử dụng iPad càng nhiều á, thì nó sẽ liên hệ đến lower scores, nó sẽ liên hệ đến những cái số điểm càng thấp, lower score. Các bạn thấy cái phép so sánh ở đây, more of something and less of something, càng nhiều cái này thì càng ít cái kia. Và người ta sẽ không có xài cái dạng là the more something, the more A happens thì the less B happens. Cái cấu trúc đó thì cơ bản rồi ha. Ví dụ the more A happens, the less hoặc là the more B happens. Ví dụ như là cái việc A càng xảy ra nhiều thì việc B càng xảy ra ít, hoặc là việc B càng xảy ra nhiều. Đó là cái cấu trúc mình hay được học. Bây giờ mình còn có cái cấu trúc nữa là the more something, thì the less hoặc là more of something else. Rồi, đó là cái cấu trúc mà cơ bản để cho các bạn dễ nhận diện thôi. Còn ở trong cái bài này mình đang có cấu trúc gì? More something
is linked to less hoặc là more something else. Nào, càng nhiều cái này nó sẽ có liên hệ với càng ít hoặc càng nhiều cái kia. Tương tự, more screen time was linked to lower scores. Đó, nhiều, sử dụng nhiều thì nó liên hệ, nó liên quan đến lower scores. Và lower score gì? Những cái điểm số ở trong những cái test of coordination, những cái bài kiểm tra về năng lực điều phối, năng lực sắp xếp, kiểm soát hành vi. As well as, cũng như là communication, những cái communication, problem solving and social skills, những cái kỹ năng về giao tiếp nè, về giải quyết vấn đề nè, và các kỹ năng xã hội. Rồi, the amount of time, cái lượng thời gian mà những cái đứa trẻ 2 and 3 years old, ở đây 3 years old, 3 year bình thường á, ví dụ she is 3 years old, đúng không? She is 3 years old. Thì ở đây cái chính của nó là cái chữ old, là cái tính từ chính. Cô ấy trẻ hoặc là cô ấy bao nhiêu tuổi thì cô ấy có cái tuổi là 3 năm. Thì ở đây là 3 years old, years có chữ S. Và bây giờ người ta đang biến thể nó thành là nhóm người 3 tuổi. Thì người ta sẽ ghép nó lại thành một cái cụm từ chung là 3 year old, 3 year old. The 3 year old. Và khi này khi mà được ghép lại rồi thì bất kể một cái danh từ nào đang số nhiều, nó vẫn chuyển về danh từ số ít dùng cho tiếng Anh. Số ít về tiếng Anh. Và bây giờ nó sẽ, cái 3 year old này nó đang trở thành một cái danh từ. Và danh từ này đếm được không? Danh từ đếm được, cho đó là nó có thể có S ở phía sau nếu muốn 3 year olds, được chưa? Rồi, tương tự như vậy, khi mà chúng ta nói là các quyển sách có 100 trang thì chúng ta nói là quyển sách 100 trang, 100 page book. Một quyển sách 100 trang thì các bạn thấy là mặc dù 100 trang nhưng mà khi này nó đưa vào cái tính từ ghép, do đó là nó sẽ không có cái S ở, nó không còn 100 pages nữa mà chỉ là 100 page book mà thôi. Rồi. Thì cái lượng thời gian mà những trẻ em 2 đến 3 tuổi á, devoted dành cho screen gazing là chăm chú vào màn hình, screen gazing. Này mình sẽ có cái chữ là stargazing, là ngắm sao, tức nghĩa là chúng ta chăm chú nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn vào những ngôi sao. Tương tự ở đây cũng vậy, chúng ta tập trung chăm chú nhìn vào cái màn hình, tức nghĩa là bị nghiện màn hình chứ còn gì nữa. Thì devoted to screen gazing nó giống với cái contribute to something hồi nãy mình mới học, nhớ không mọi người? Thì nó sẽ là dành cho một cái gì đó, và mình sẽ không xài là for mà mình sẽ là to nha mọi người, đến một cái điều gì đó. Thì cái việc mà cái lượng thời gian dành cho cái việc mà nhìn chăm chú vào màn hình như vậy á, nó had a negative effect on their performance. Nó có một cái tác động tiêu cực đến cái năng lực của chúng, on their performance. Ở cái độ tuổi sau này khi chúng lên 3 và lên 5, khi mà đứa trẻ 2 tuổi lên 3 và khi đứa trẻ 3 tuổi lên 5 thì nó sẽ có cái tác động tiêu cực. Rồi, cái câu tiếp theo, intellectual. Các nhà khoa học behind the study, các nhà khoa học đứng sau cái cuộc nghiên cứu này, họ nói rằng là staring at screens, việc mà chăm chú nhìn vào màn hình, may be causing children to miss out, có thể khiến cho trẻ nhỏ bị bỏ lỡ mất, miss out on the chance, bỏ lỡ mất. Thay vì mình nói là miss the chance, đúng không? Thì có cách nói khác là miss out on the chance, bỏ lỡ mất cơ hội, the chance, cơ hội để được tập luyện những cái kỹ năng về thể chất, physical skills, và kỹ năng về trí tuệ, intellectual skills, kỹ năng, thể chất và trí tuệ. Rồi, nhắc về cái chữ này, mình thấy mình tưởng là star, đúng không? Star là ngôi sao, và có cái động từ là to
star in a movie, nghĩa là đóng, phải đóng một bộ phim, một ngôi sao nào đó đóng trong một cái bộ phim. Và mình sẽ có một cái chữ nữa, nó không giống cái chữ star này, mình có stare. Stare tức nghĩa là nhìn chăm chú. Và như vậy, ví dụ như là I'm staring at you, tôi đang nhìn chằm chằm vào bạn. I'm staring at you. Và như vậy mình sẽ có staring at screens, hoặc là mình có screen staring. Screen staring. Rồi, nó sẽ khác với cái ở trên tí xíu. Ở đây là mình chỉ có một chữ R thôi. Nhưng ở phía cái chữ star ở phía trên á, star ở phía trên, nếu như mà verb in thì mình sẽ là starring. Starring. Nó khác hai cái, khác nhau hẳn nha mọi người ha. Cũng một cái chữ nó hơi gần giống nhau nhưng mà hai nghĩa khác nhau hoàn toàn. Rồi, thì câu này ok rồi ha. Tiếp tục. By the time they start school, a quarter of children show some degree of deficient or delayed development in language, communication, motor skills, and social emotional health, the researcher said. Cho đến khi mà chúng bắt đầu đi đến trường á, tức nghĩa là đi học tiểu học á, thì 1/4 trẻ em, a quarter of children, 1/4 trẻ em, nó bộc lộ ra một cái mức độ, về sự thiếu phát triển hoặc là chậm phát triển. Ở đây mình sẽ dịch cả cái cụm này ra: deficient and delayed development, tức nghĩa là thiếu phát triển và chậm phát triển. Deficient nghĩa là thiếu hụt, và delay, các bạn đi máy bay các bạn biết là bị chậm trễ đúng không? Thì ở đây development tức nghĩa là sự phát triển của trẻ em. Phát triển mà bị chậm phát triển là có vấn đề rồi đó. Và thứ hai là bị kém phát triển, deficient, kém phát triển, deficient development. Rồi, deficient đó thì mình có gì? Nếu như mà mình không muốn xài cái cách này nó có phức tạp quá thì mình sẽ có là development deficiency. Deficiency là sự kém phát triển. Và tương tự như vậy mình có delay. Bây giờ mình sẽ sử dụng toàn bộ các danh từ. Deficiency và delay đều là những cái danh từ kém phát triển và chậm phát triển. Đấy. À, chậm phát triển về cái gì? Về language, về ngôn ngữ nè, về giao tiếp nè, về motor skills tức nghĩa là những cái kỹ năng về vận động, và social emotional health và gọi là cái năng lực về cảm xúc đối với xã hội, tức là EQ á mọi người, tức nghĩa là mình có dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của bản thân hay không. Social emotional health, chúng ta có bị vô cảm hay không, hay là chúng ta có bị quá dễ tức giận, nóng giận hay không, thì đó là những cái biểu hiện mà kém và kỹ năng social emotional skill hay là health, sức khỏe hoặc là cái chất lượng của cái cảm xúc của chúng ta. Rồi, còn dài không? Còn tí xíu à, mọi người ráng lên nha. Mình sẽ mời một bạn đọc giúp cho Tuấn Anh 4 cái đoạn này. Mình nhờ bạn Ngọc nha. Dạ. Rồi mình bắt đầu luôn. To investigate the possible link between screen time and developmental delays, the team at Calgary University in Canada used a standard milestone screening measure that involves questioning parents about their children's abilities. Higher levels of screen time at the age of 2 and 3 years turned out to be significantly associated with poorer test results at 3 and 5 years. Dr. Dylan Brown, a child psychologist who worked on the study, said the more screen time these children have, the less likely they are developing their fine motor skills through playing with toys, dressing dolls, doing art, and
and things like that. British experts said more research was needed, but agree that parents should be encouraged to promote healthy interactive behavior in their children. Đúng không anh? Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, thì mặc dù là em đọc khá là ok á, nhưng mà nếu như mà trong quá trình vừa nãy mà em cảm thấy, trong quá trình em đọc mà em thấy có từ nào mà em bị lấn cấn thì lát nữa về nhà em nhớ tra từ điển cái cách âm liền nha, để mình bổ sung. Yeah. Rồi, thế này, to investigate the possible link, để mà xem xét kỹ hơn về cái mối liên hệ có thể xảy ra giữa cái screen time và cái developmental delays. Investigate, bình thường đó mình có nghĩa là điều tra, trong một cái vụ án thì mình là điều tra, nhưng mà thông thường đó thì mình sẽ là xem xét một cái điều gì đó, mình nghiên cứu về một cái điều đó, investigate, hoặc mình còn có chữ N là examine cũng nghĩa là xem xét. Thì ví dụ examine mà khi mà mình xài trong examination, đúng không, nghĩa là bài kiểm tra, thì đó là sự bài, là một cái sự test của đối với một thí sinh nào đó, thì đó là kiểm tra. Nhưng mà thông thường khi mà đối với một cái dữ liệu nào đó thì người ta sẽ examine nó, tức là đào sâu, nghiên cứu về nó, xem xét nó kỹ càng, cẩn thận hơn. Thì hai chữ này có thể là dùng như nhau, và mỗi chữ nó đều có một cái nghĩa thứ hai riêng biệt. Rồi, để mà xem xét cái khi mà xem xét cái mối liên hệ có thể xảy ra giữa cái screen time, tức nghĩa là cái thời lượng sử dụng iPad, sử dụng smartphone, và cái hiện tượng là bị chậm phát triển, thì the team at Calgary University in Canada, họ đã use a standard milestone screening measure. Cái cụm từ này nó quá dài đúng không, mình sẽ đi từng cái thôi. Cái trùm cuối của nó là gì, động danh từ chính của nó là measure, là phương pháp. Screening tức nghĩa là screening là sàng lọc hoặc là đánh giá, hoặc là scan tức nghĩa là xem xét. Cái phương pháp xem xét đánh giá milestone, standard milestone tức nghĩa là những cái cột mốc cơ bản. Milestone ở đây nghĩa là gì? Tức nghĩa là những cái cột mốc. Ví dụ một đứa trẻ mà sinh ra đời nó sẽ có những cái cột mốc cơ bản, standard milestone, như là khi mà trẻ biết bò, biết trường nè, biết lật nè, biết bò, rồi biết đứng, rồi biết đi. Đó chính là những cái life milestone, những cái cột mốc của cuộc đời. Rồi khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta tốt nghiệp trường trung học, đó cũng là một cái milestone. Khi chúng ta ra khỏi trường đại học cũng là một cái milestone. Khi chúng ta có được cái công việc đầu tiên cũng gọi là milestone. Khi chúng ta được thăng chức thì gọi là milestone. Tức nghĩa là một cái thành tích nào đó, một cái sự kiện quan trọng trong một cái chặng đường thì mình sẽ gọi là milestone. Rồi, thì họ sử dụng cái phương pháp này. Và cho dù là chúng ta cố gắng hiểu cái chữ này đi nữa cũng không cần thiết ha, bởi vì trong reading mình quan trọng là mình cần biết ai làm cái gì thôi, chứ người ta không cần biết là làm bằng cách nào. Thì không cần biết là sử dụng này, mình chỉ cần biết là họ sử dụng cái này để mà họ đo lường cái investigate cái mối quan hệ giữa hai cái này mà thôi. Thì cái phương pháp này nó involve, nó liên quan đến cái việc questioning parents, nó liên quan đến việc đặt ra câu hỏi cho các bậc phụ huynh. Question bây giờ không còn là danh từ nữa, mà nó biến thể thành động từ, hành động thăm hỏi, dò hỏi, khảo sát các bậc phụ huynh về cái khả năng của con cái của họ, abilities. Rồi, higher levels of screen time at the ages of 2 and 3 years turn out to be significantly associated with poorer test results. Higher level of screen time, cái mức độ cao hơn về thời gian sử dụng máy tính, tức nghĩa là càng sử dụng máy tính nhiều ở cái độ tuổi 2 and 3 years, ở độ tuổi 2-3 tuổi á, thì nó sẽ turn out to, nó sẽ hóa ra rằng là, nó sẽ dẫn đến kết quả rằng là be significantly associated with, nó sẽ liên hệ mật thiết với significantly associated, liên hệ, liên quan, associate, liên quan cực kỳ to lớn, cực kỳ mật thiết với
poorer test result, với những cái kết quả test tệ hơn, kém hơn ở các đứa trẻ 3 đến 5 tuổi. Đó. Và ông doctor này là một cái nhà tâm lý học trẻ em, a child psychologist, who worked on the study. Hoạt động trên cái nghiên cứu này á. Ông nói rằng là the more and the less, các bạn thấy cái cấu trúc mới nói hồi nãy không? The more screen time these children have, càng nhiều cái thời lượng trước màn hình mà những đứa trẻ này có, tức nghĩa là những đứa trẻ này càng nhìn vào màn hình nhiều, thì the less likely they are developing their fine motor skills, thì càng ít có cơ hội mà chúng phát triển được những cái kỹ năng về sự vận động, về hành động linh hoạt qua những cái playing with toys, qua những cái việc như là chơi đồ chơi hay là dressing dolls, chơi búp bê hay là doing arts, học nghệ thuật và những cái thứ liên quan thế, and things like that. Right. Và cái things like that này nó tương tự như là một cái sự vân vân đó, and so on. Nhưng mà ở trong bài writing chúng ta không bao giờ xài cái things like that như thế này ha, mà chúng ta sẽ xài là gì nhớ không mọi người? And so on, hoặc là and so forth, thì nó mới đúng chuẩn của cái formal writing nha, chứ đừng có xài là things like that. Đây chỉ là cái ngôn ngữ nói mà thôi. Rồi. British experts said more research was needed, but agreed that parents should be encouraged to promote healthy interactive behavior in their children. Các chuyên gia người Anh nói rằng là cần nhiều nghiên cứu hơn, more research was needed. Nhưng mà họ cũng đồng ý rằng là, tức nghĩa là họ cần nhiều nghiên cứu hơn để họ kết luận được thêm một cái điều gì đó. Nhưng mà họ cũng thống nhất với nhau, nhất trí với nhau rằng là parents should be encouraged to promote. Các cái bậc phụ huynh nên được khuyến khích để mà thúc đẩy những cái hành vi tương tác mang có lành mạnh, healthy interactive behavior, các hành vi tương tác lành mạnh. Cái promote này nghĩa là thúc đẩy, tức nghĩa là encourage đó, tức nghĩa là phát triển nhiều hơn ở trong đối với đứa trẻ con của họ. Và cái ông doctor này từ cái viện đại học này, Royal College of Psychiatrists gì đó, ông nói rằng là this is the first study to show that the increased use of screen time in very young children. Đây là cái nghiên cứu đầu tiên, the first study to do something. Thì các bạn sẽ thấy cái cấu trúc ở đây là the first one. The first something to do something. The first one, the first something, the first person to do something. Là cái người đầu tiên làm một cái việc gì đó. Cái người đầu tiên làm việc gì đó. Cái vật đầu tiên trở thành một cái điều gì đó. Hoặc là một cái vật thể nào đó đầu tiên được phép làm một cái điều gì đó. Thì cái cấu trúc là the first to do something. Something or some person to do something. Cấu trúc này các bạn nên học ha. Rồi. Thì đây là cái nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng là cái thời lượng sử dụng máy tính càng nhiều tăng lên á, ở trẻ nhỏ, thì nó có thể be associated with, thì nó có thể là liên quan đến slower development, đến cái việc phát triển chậm hơn, slower development. Thay vì chúng ta nói là delay development hồi nãy đúng không? Thì bây giờ mình còn có chữ thay thế là slower development. Rồi, tiếp tục mình có these results add important weight to existing concern. Chữ này sẽ dùng cho những bạn nào mà muốn writing mà 7.5, 8 chấm, sử dụng cái này rất là đắt giá. Những cái kết quả này nó đem lại cái sức nặng thêm cho những cái mối quan tâm đang có sẵn, những cái băn khoăn đang có sẵn. Thì người ta đang băn khoăn về cái sự chậm phát triển của trẻ nhỏ, thì cái hiện tượng, cái nghiên cứu này, cái kết quả của nghiên cứu này nó đem thêm cái sức nặng,
cái mối quan tâm nhiều hơn nữa cho cái sự quan tâm đang sẵn có. Mối quan tâm gì? Mối quan tâm rằng that too much screen time can prevent young children from having the best start in life. Rằng là quá nhiều cái thời gian sử dụng máy tính sẽ có thể ngăn cản con cái hoặc là trẻ em khỏi việc là có được cái sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc đời, trong cuộc sống. Thì mình sẽ có to prevent somebody from something hoặc là from doing something. Ngăn cản ai đó khỏi một cái điều gì đó, hoặc là ngăn cản ai đó không được làm một cái điều gì đó. Thì tương tự như thế, quá nhiều thời gian trước màn hình sẽ ngăn cản trẻ em khỏi cái việc là có được, khỏi cái cơ hội có được cái khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống. Bằng cách nào vậy? By potentially reducing important opportunities. Bằng cách là có thể potential. Potential nghĩa là tiềm năng, nhưng mà khi potentially tức nghĩa là có thể xảy ra. Possibly, potential và potentially nghĩa là possibly, có thể làm giảm, tức nghĩa là không phải lúc nào nó cũng làm giảm, nhưng mà nó có thể làm giảm, nó có nhiều khả năng làm giảm cái những cái cơ hội quan trọng, important opportunity, cơ hội quan trọng cho việc social interaction, cho việc tương tác xã hội. À, các bạn thấy là thay vì nói là communicate with each other, đúng không? Là giao tiếp với những người khác, thì mình sẽ nói là social interactions, sự tương tác xã hội, giao tiếp với xã hội. Physical activity, vận động về thể chất, và other experiences, những cái trải nghiệm khác mà nó cần thiết cho sự phát triển. Necessary for development, cần thiết cho sự phát triển. Rồi, đoạn cuối cùng, xíu nữa thôi mọi người ráng lên. She added, cô ấy bổ sung thêm rằng, cô ấy nói xong rồi cô ấy còn bổ sung rằng là parents should actively encourage their children to engage in a range of activities. Các bậc phụ huynh nên tích cực chủ động khuyến khích con trẻ tham gia vào một loạt các hoạt động, a range of activities. Ở đây mình còn có cái chữ nên học là actively, là tích cực chủ động, actively chủ động khuyến khích, chứ không đợi một ai nhắc nhở cả, mình tự giác, mình chủ động, mình làm một cái điều gì đó, chứ không đợi ai nhắc là ô bạn phải làm này, bạn phải làm kia. Không, tôi tự thân tôi actively tôi làm cái đó, tôi tự thân tôi là thường xuyên làm cái việc đó. Rồi tiếp tục mình có engage in. To engage in tức nghĩa là tham gia vào một cái hoạt động nào đó, engage in. Bình thường mình có engage nghĩa là đính hôn, đúng không? Tức nghĩa mình liên quan, mình tham gia vào một cái cuộc hôn nhân nào đó. Còn đây á, là engage in là nghĩa là cũng liên quan đến một cái hoạt động nào đó, tức nghĩa là chúng ta tham gia vào một cái hoạt động nào đó. Rồi, những hoạt động nào mà nó promote their children development, nó thúc đẩy cái sự phát triển của con trẻ, và give them as much face-to-face time as possible. Chúng ta thấy cái cụm từ as much as possible, được không? As much as possible. Và cho chúng cơ hội được gặp gỡ, gặp mặt trực tiếp càng nhiều càng tốt, as much as possible. Và ở đây face-to-face là cái tính từ ghép, nó hoạt động như là một cái tính từ, do đó là chúng ta sẽ không thể sử dụng là I would like to face with you. No, mình không có nói như vậy. Chúng ta không có nói là tôi muốn gặp. It's like, sorry, các bạn tiếng Anh hơi bị khùng. Thì chúng ta không thể nói là I would like to face with you. Giống như là tôi muốn sắp lá cà với bạn, tôi muốn gặp mặt. Tao muốn gặp mặt mày. Không nói như vậy, mình sẽ nói là I would like to see hoặc là to meet you in person. Tức nghĩa là muốn gặp bạn trực tiếp, in person nhé. Còn face to face nó chỉ đơn giản là một cái tính từ ghép, mặt đối mặt mà thôi. Vậy thì nó không phải là động từ nha mọi người, nhiều bạn dùng sai. Và câu cuối cùng, parents should also be aware of how much time they are spending.
các bậc phụ huynh cũng cần phải lưu ý ý thức được aware of, be aware of, tức nghĩa là ý thức được, nhận biết được how much time they are spending, bao họ dành ra thời gian bao nhiêu cho cái việc spend on their screen, spend time hoặc là money on something, spend on their screen, dành thời gian cho cái thiết bị của họ in front of their children. À, như vậy là các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý là về cái việc kiểm soát thời gian mà họ sử dụng các thiết bị điện tử trước mặt con trẻ của mình, in front of their children. Như vậy một cái lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc lớp học là chúng ta sẽ spend time hoặc là money on something hoặc là on doing something. Nhớ nha mọi người, không có dùng tiền để làm một cái gì đó, không có spend money to gì đó, no, spend on something. Và cái chữ on này đôi khi chúng ta có thể lược bỏ bớt, chúng ta có thể nói là ví dụ sử dụng thời gian để mà học bài, làm bài tập, spend time on doing homework, chúng ta có thể nói tắt là spend time doing homework, vẫn rất là ok, không sao hết nha. Như vậy là mình có một số những cái grammar notes ở đây cho mọi người. Rồi thì bây giờ mình xong rồi đó mọi người. Nói chung là cái bài reading hôm nay không có câu hỏi mà chỉ giúp cho các bạn boost thêm cái từ vựng mà thôi, để sau này các bạn có những cái bài writing thì chúng ta sẽ vận dụng vào thêm cho nó hay hơn. Rồi các bạn trước khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì các bạn có muốn hỏi gì hay không? Còn nếu các bạn không có thắc mắc thì các bạn có thể các bạn cứ tự nhiên thoát ra ngoài ha. Còn nếu mà các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ đặt ra câu hỏi ở đây, mình sẽ đi lướt từ trên đầu xuống cuối một lần nữa để các bạn nhìn lại những cái mà mình đã đi qua, tập trung vào những cái được đánh dấu màu nha. Motor skill, motor skill á, bạn Như hỏi motor skill là gì thì nó hơi lạ đối với chính cả bản thân anh luôn. Thì mình sẽ mở cho mọi người xem, mình tra cho mọi người xem cái motor skill là gì nhé. Tại vì khi mà Tuấn Anh tra từ điển á, thì Tuấn Anh sẽ chủ yếu là Tuấn Anh quan trọng cái kết quả, tức nghĩa là Tuấn Anh chỉ quan trọng là cuối cùng nó là cái gì thôi, chứ không có quan tâm tiểu tiết của nó. Đây các bạn nhìn thấy cái định nghĩa. Motor skills are movements and actions of the bone structures, tức nghĩa là những cái hoạt động hoặc là những cái chuyển động của cái xương khớp chúng ta. Như vậy motor skill là cái kỹ năng hoạt động, kỹ năng di chuyển hoặc là chuyển động, được không mọi người? Motor. Và mình sẽ có ở đây có giải thích thêm nè. Typically they are categorized into two groups. Nó được phân chia thành hai cái nhóm. Thứ nhất là gross motor skills và thứ hai là fine motor skills. Thì cái gross motor skill là những cái hành động mà của arms, của legs và other large body parts, tức nghĩa là những cái kỹ năng di chuyển cơ bản của tay chân tứ chi chúng ta. Và cái fine motor skills tức nghĩa là những cái cử chỉ linh hoạt. Ví dụ con khỉ thì nó sẽ giống với loài người ở cái kỹ năng cầm nắm, thì đó là cái mà con người chúng ta hơn hẳn các loài vật khác ở cái fine motor skill, đó là như vậy. Nghĩa là chúng ta sử dụng được ngón tay của chúng ta để làm được nhiều thứ khác nhau. Còn các loài vật khác thì nó chỉ biết sử dụng tứ chi, cánh tay, cánh chân của nó mà thôi, chứ nó không sử dụng được những cái ngón tay, ngón chân của nó. Thì loài khỉ nó giống với loài người ở chỗ là nó sử dụng được ngón tay, ngón chân của nó, thành ra là nó cao cấp hơn những con động vật khác. Mà cái từ này nó không có quan trọng lắm ở trong cái bài này ha, thì mình đọc cho biết vậy thôi. Rồi, các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Thì không thì mình sẽ kết thúc. Mình đi từ trên xuống dưới nha.
face to face có sử dụng được như danh từ không? Không, anh không nghĩ là có thể sử dụng được như danh từ. Ví dụ, nếu mà muốn danh từ thì nó có thể phải làm được chủ ngữ, đúng không? Ít nhất phải làm được chủ ngữ. Bây giờ mình muốn nói là face, đặt một câu hỏi đi. Ví dụ như anh mời bạn Kim nhé. Yeah. Ví dụ nếu mà bây giờ mình muốn hỏi là có sử dụng được như danh từ hay không á, thì mình sẽ test nó bằng cách là đặt nó làm chủ ngữ. Giờ em có thể là đưa ra một cái ví dụ mà cái em muốn nói là cái việc mặt đối mặt này nó làm chủ ngữ. Đặt thành câu hỏi anh. Đặt thành một cái câu ví dụ thôi, đặt câu với đặt câu, bài tập đặt câu. Ví dụ như là face to face là có lợi cho mối quan hệ của con người, interpersonal relationship, ví dụ như vậy. Thì đặt câu ha, face to face is beneficial for interpersonal relationship. Việc gặp mặt trực tiếp là có lợi cho việc xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau. Như vậy thấy nó kỳ không? Face to face is beneficial. Nó kỳ. Do đó là cái face to face sẽ không sử dụng được làm danh từ. Mà nếu mà em muốn dùng nó như là chủ ngữ đó, thì mình sẽ nói là face to face interaction. Mình sẽ sử dụng kèm với một cái danh từ nữa. Ví dụ interaction. Cái sự tương tác mặt đối mặt, face to face interactions are beneficial for relationships. Cái sự tương tác mặt đối mặt sẽ có lợi cho các mối quan hệ. Vậy thì face to face nó chỉ là tính từ mà thôi, nhớ nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ok. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta suy nghĩ thắc mắc là nó có phải danh từ hay không á, chúng ta làm một bài test nhỏ thôi, đưa nó thành chủ ngữ coi nó có hợp lý hay không. Đã, ok. Rồi, có bạn nào có câu hỏi không? Cái phần mà intense và intensive, tí nữa mình sẽ gửi cho mọi người một cái file phân tích kỹ hơn. Thì cái này nó hơi nhập nhằng với nhau, mình nói thì cũng khó. Rồi, nếu mà không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta cứ thoát ra ngoài ha mọi người ha.